Hello, xin tất cả mọi người đã quay lại với kênh Quốc Chiến Channel nha. Hôm nay thì Quốc Chiến xuống dưới Thuận An, Bình Dương để mà cùng với lại các anh em trong đội SOS 247 cùng với lại đội cứu nạn cứu hộ quận 12 để giải cứu cho hai cái em nhỏ vừa lao động. Thì trên đường đi có gặp cái chú này ngồi dưới đường đó các bạn, trong cái bóng tối thì mình ghé lại mình hỏi thăm như thế nào nha. Ủa sao chú ngồi đây chú? Xe rồi. Xe của chú đâu? Sao nó chạy xe? Không chạy xe hả? Không chạy xe. Không chạy xe sao đội nó bảo hiểm? Này ai chờ chú đi? Alo. À, em ơi, à, cho anh hỏi với em có biết số điện thoại này không? Số anh đang gọi cho em nè. Có biết không? À, có cái chú là bây giờ nằm ngoài đường nè. Ngay đường đại lộ Bình Dương. Chú có đi xe cậu gì không? Bình Dương. Không ạ. Sao có nó? Chú nó có mang, chú nó có cái áo là công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Pháp gì đó. Chú tên gì? Đó, chú ở Trà Vinh phải không? Hả? Thấy quen quá vậy? Không biết chú tên gì. À, chú tên gì chú? Chú tên gì chú? Chú đi chứng minh vậy kia không? Chú tên gì? Trà Vinh đó. Đâu, con chứng minh ra thôi. Ở Trà Vinh. Giống quen lắm. Em có biết chú tên gì? Chú hồi ở Trà Vinh không? Bây giờ chú này là sao đây? Đâu chứng minh chú đây cho tụi con. Đấy các bạn, là chú này là đội nó bảo hiểm mà là Quốc Chiến đang đi trên đường là thấy chú ngồi bên vỉa hè nằm bên dưới này để lăn lộn thì tưởng là bị tai nạn giao thông, nhưng mà ghé qua thì không phải, thì ra tìm hiểu xem là chú đang gặp vấn đề gì các bạn. Long An hả? Đồng An hả? Đồng An thì bây giờ em có thể chạy lên em rước được không, hay là địa chỉ em số mấy rồi tụi anh chở về? Bây giờ tụi anh đang ở trạm thu phí ra lấy theo nè. Chú có mang giấy tờ gì trong chú người không? Chú không mượn giấy tờ đi, không giấy tờ gì. Ờ, trạm thu phí lấy theo, bây giờ em cho cái địa chỉ đi, anh chạy tới anh đưa chú về. Chú nhậu với ai? Em nói rằng qua đó địa chỉ đi, anh đem giúp đỡ đưa cho chú về. Chứ bây giờ em nói kiểu này anh không có biết từ đâu. Còn bữa nè, bữa nè. Đây nè. Chú biết nhà chú đâu không? Alo. Chú đâu? Chú là địa chỉ đi, tụi con đưa chú về. Chú ngồi đây mưa gió. Dạ đúng rồi anh ơi. Mưa là lạnh chết đó. Chú nhậu với ai vậy? Chú nhậu ở đâu? Đang nhiều quá. Mệt hả? Đang mệt hả? Karaoke xuống bờ. Lấy nước cho chú uống nha. Bây giờ chú để giữ máy đi nha, rồi chú tắt máy đi, con sẽ cho cái số điện thoại của bên kia. Gọi điện cho chú chạy tới hỗ trợ nha. Tại vì bây giờ lúc chiều ai chở chú đi đúng không? Rồi. Có đây. Người chở chú đi rồi. Phải không? Rồi bây giờ người đó đâu rồi? Không có nước suối. Dạ. Nè, lấy cho chú uống. Nè, chú uống, đỡ cái này đi. Nè, cầm. Nè, chú uống đỡ miếng nước đi. Nè. Đang mệt ở nhà Vinh lắm. Thấy quen rồi. Thấy bao lâu rồi? Em ở, ổng ở sớm dưới nhà, ổng ở dưới đâu sợ nữa đây, ổng làm ở chợ ở đây nè. Nếu mà ổng có giấy chứng minh đúng ở Trà Vinh đó là ba của thằng Trường bạn em. Rồi thì có số nó không? Không có số thằng Trường, lâu bạn học mà. Chú có đứa con tên Trường không? Trung Quốc. Ổng đi giấy tờ thiệt đó, không quen dữ lắm luôn á. Nè giấy tờ nè. Bây giờ chú cho tụi con mượn giấy tờ, tụi con coi xong tụi con đưa chú về. Tụi con đưa chú về nhà nghỉ ngơi. Nằm ở đây á là sương gió rồi lạnh lắm. Nghe không? Để con coi ha, có giấy tờ không nha. Cái này tiền. Đây là tiền. Bữa con không có làm. Đây là tiền.
rồi chú gọi cho con thì bây giờ con gọi hai bên bên nhà số điện thoại có ở bên Hóc Môn qua cho chú, tại vì bộ công viên đang đi công tác ở bên nhà kia rồi. Rồi chú đúng rồi, con mới nhắn tin qua đó, con mới nhắn tin cái số đó chú gọi bệnh đi nha. Không rồi 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 tìm mình đâu tìm là thứ hai. Bây giờ này chú gắng nhớ lại nhà chú ở đâu thì con đưa chú về nhà. Ê, thưa ơi, trời. Điện thoại chú đâu? Điện thoại chú đang nói chuyện. Yeah, đang nói chuyện với người nhà chú. Ê, thưa ơi. Sao? Để con hỏi địa chỉ rồi con đưa chú về ha. Về nghỉ ngơi nha. Đây. Chứ xỉn mà nằm ngoài đường này. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chú có đi xe không? Chở. Ngồi đây mất xe không cần. Hay là ngồi nãy giờ bị mất xe? Ồ, tại nó biết có người chở. Có người chở chắc dục lại đây đó. Đúng rồi. Còn nhớ điện thoại không mẹ? Đúng. Khi mới tỉnh dậy sao ba? Chú tỉnh chưa, tụi con đưa chú về nè. Dạ đưa về nha. Là chú ở đâu? Chú biết nhà chú trên đây đâu thì chị không? À, em đi Hòa. Biên Hòa 22 đường gì? Là cái bữa sắp mà nghe có gì đâu mà. Không, chú ở chợ Bình Dương mình hay ở đâu? Chú ở chợ hay là nhà? Ở chợ đúng không? Nhà chợ tên gì? Sư Pha. Nhà chợ tên gì? Sư Pha hẻm 2 đi. Ê, bây giờ con chở chú về nè chú ơi. 22 là dưới đây đúng không? Nhà chợ hẻm 22 đúng không? Không, 22 trong Đồng An, trong nhà mình trong. Đồng An. Đây, con chở chú về. Đồng An phải không? Đây, leo lên xe con chở chú về. Đi lên con chở chú về. Đây, mang ghép vô. Mang ghép vô con chở chú về. Rồi, tí xíu công an phường chở về luôn á. Đây, mang ghép vô. Bỏ lên xe. Coi, kẹo lên xe coi. Rồi, mang ghép vô chú. Nhộn quá rồi. Rồi, cặp ghép luôn. Rồi, đi lên. Rồi, leo lên xe nè. 22 đồng tiền. Giờ con chở chú về nhà nha. Rồi, lên nha. Hồi say và nằm ngủ tới bời ngoài đường. Con cái thì nói chuyện không có trách nhiệm gì hết. Dạ hả? Nhưng mà cho địa chỉ rồi thôi. Địa chỉ Đồng An rồi. Thôi nói em, sao em leo lên em ngồi phía bên kia giống đi. Là nói là bây giờ mình trở về tới nhà, tới chợ Đồng An á, thì gọi điện thoại liên lạc người nhà cái đón, nhưng mà con cái không có trách nhiệm nói chuyện nghe cái kiểu nó sao sao á. Dạ. Nên là điện thoại cho chú. Mà đi làm sao để ba nằm ngoài đường vậy? Đi làm. Dạ. Có gì em lại về nha. Chú nằm tuốt cho đây nằm ngoài đường á. Nằm ngoài đường chỉ xíu là xe tải mà nó không để ý là nó quất qua liền. Rồi bọn anh đi công việc, bọn anh thấy chở chú về. Rồi có điện thoại rồi chú, có điện thoại rồi chú. Rồi em về. Rồi không sao chú. Dạ. Nghỉ ngơi nha. Chú mai mốt nhậu đừng đi lên đó nữa, nằm ngoài đường nguy hiểm nha. Con ha. Dạ.
Như vậy là các bạn vừa theo dõi xong cái hành trình mà Cú Chiến cùng với là các anh trong đội SOS 247 thành phố Hồ Chí Minh và đội cứu nạn cứu hộ đưa cái ông chú bị lạc về nhà bàn giao cho người thân. Thì qua cái sự việc này, Cú Chiến cũng kêu gọi mọi người rằng nếu có đi nhậu, uống bia thì cũng cầm chừng vừa phải để có thể là về nhà nữa. Uống bia thì vui đó, nhưng mà gia đình cũng quan trọng hơn. Vì thế chúng ta uống ở một cái chừng mực vừa phải để không có phải là say rồi gặp những cái tai nạn nguy hiểm. Bên cạnh đó thì Cú Chiến cũng cảnh giác với mọi người một cái hiện tượng là khá mới mẻ. Đó là cái việc mà có những cái nhóm dàn cảnh tai nạn giao thông để mà cướp rồi ăn trộm tài sản. Thì cái thời gian gần đây báo chí cũng đưa rất là nhiều. Và gần đây nhất là Cú Chiến thấy vào cuối tháng 9 năm 2019 là Công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ 3 đối tượng. Đó là Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Văn Điệp, Trịnh Minh Dương để mà điều tra về cái hành vi trộm cắp tài sản, dàn cảnh, tai nạn giao thông. Thì ba cái đối tượng này được xem là đã lưu thông trên đường 3 tháng 2, phường 9, quận 10 để tìm những cái người sơ hở, dàn cảnh. Khi mà phát hiện một cái anh thanh niên đi cùng chiều và chứa cái ví mà nó cộm lên thì những người này mới bám theo rồi giả vờ tạo ra một cái vụ tai nạn giao thông để mà áp sát rồi móc túi này. Khi bị mất tiền thì cái nam thanh niên nào mới chi hô và đuổi theo, thì rất là may mắn là có một cái tổ tông công tác đang làm việc gần đó đã truy bắt được các cái đối tượng dàn cảnh cướp giật này. Kính thưa quý vị và các bạn, thì cái vụ việc vừa rồi chỉ là một trong số những cái vụ việc mà cơ quan báo chí và cơ quan chức năng đã lên tiếng cảnh báo về cái tệ nạn dàn cảnh để mà cướp giật ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành khác. Thì trước đó camera an ninh đã từng ghi lại được nhiều cái sự việc còn nghiêm trọng hơn, như là cái sự việc người đàn ông bị cướp bọc tiền khi mà đang lưu thông trên đường Bàn Cờ quận 3, hay là cái người đàn ông mà cũng bị một cái nhóm người rất là trắng trợn giật tiền ở đường Nguyễn Tất Thành quận 4, và nhiều rất nhiều cái trường hợp khác nữa cũng bị cái nhóm người lợi dụng gây tai nạn giao thông để mà dàn cảnh cướp tiền. Thì ngoài ra có nhiều người còn sử dụng cái thủ đoạn tinh vi hơn để mà đưa chúng ta vào trong khi mà chúng ta không cảnh giác, bằng cách là sử dụng người già và trẻ em làm con mồi. Khi mà chúng ta tiếp cận để mà giúp đỡ thì có thể là bị quy vào tội bắt cóc hay là gây tai nạn giao thông, thì đó họ sẽ có cái cớ để mà khống chế và cướp tài sản của chúng ta. Vì thế là mọi người đi ra ngoài phải hết sức cảnh giác và cẩn thận, đặc biệt là vào ban đêm. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Cú Chiến trong thời gian qua, và hy vọng rằng những cái video Cú Chiến sản xuất thì nó giúp ích cho mọi người có thêm nhiều cái kiến thức trong cuộc sống. Một lần nữa mong mọi người hãy tiếp tục đồng hành Cú Chiến trong những cái video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.